xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn cũng như một kênh phụ là Thương nhớ Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hiện giờ thì ở California tình hình về Covid 19 thì có giảm rất là đáng kể. À, trong những ngày vừa qua, một hai ngày vừa qua thì à, ca nhiễm bệnh chỉ có là 1.500 ca bệnh mà thôi một con số rất là đáng kể tích cực còn ở Việt Nam thì mình có theo thông tin thì vẫn là 8.000 cho tới 9.000 mỗi ngày và liên tục cho 7 ngày vừa qua tình hình cũng chưa có khuyên giảm gì cho mấy mong rằng 500 triệu liều vaccine mà ông Biden sẽ ký hỗ trợ cho tất cả các nước Đông Nam Á cũng như đất nước đang cần vaccine theo cái gói hỗ trợ của chương trình COVAX thì Việt Nam mình hy vọng sẽ được nhiều và như vậy thì người dân Việt Nam mình sẽ có nhiều vaccine Vâng và tin mới nữa là trong vòng một tuần nữa thôi thì mấy ngàn tuần nữa thôi thì ở chính phủ Việt Nam thì sẽ nới lỏng cái giãn cách xã hội các bạn thì các bạn có thể đi làm trở lại rồi mình không nghĩ rằng là một hoàn toàn một trăm phần trăm đâu nhưng mà tối thiểu cũng 25% hoặc 50% giống như thời kỳ mà nước Mỹ uh, bắt đầu mới mở cửa trở lại uh, thì chúng ta từ 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 hòa nhập lại. Vâng, hôm nay thì uh, Cali sài gòn sẽ chia sẻ đến quý vị vấn đề mà nghệ sĩ, nghệ sĩ gần đây về vấn đề sao kê và vấn đề từ thiện cũng làm cho cộng đồng mạng rất là hoang mang và dĩ nhiên là sẽ có uh, dư luận trái chiều với nhau. Ở bên này nói đúng bên kia nói sai bên đây bên bên đây rồi bên kia bên bên nọ và nó tạo ra một cái làn sóng là các YouTuber lại đấu đá với nhau nữa rồi các fan rồi à, bên dịch cho nhau rồi đấu đá với nhau cho nên gần đây cộng đồng mạng cũng à, nó xảy ra nhiều chuyện cũng không có vui lắm Đây chỉ là một cái tin tức trên những cái tờ báo đài và những cái tờ báo chính thống, và Cali Sài Gòn chỉ là người youtuber chia sẻ những tin tức trên báo chí cùng với lại quý vị mà thôi nha. Vâng, còn vấn đề mà ai phải, ai đúng, ai sai thì chúng ta sẽ có tòa án và công an vào cuộc. Khi đó chúng ta biết người nào mà không đúng thì sẽ có tòa án xử lý họ. Vậy đi các bạn ha. Còn bây giờ chúng ta chỉ là đưa tin nghệ sĩ mà thôi. Vâng, Trấn Thành và Thủy Tiên. Trấn Thành nói như thế nào? không biết xã hội ngoài kia nghĩ như thế nào về thủy tiên riêng tôi đây là người phụ nữ tử tế dũng cảm và đầy tình thương trấn thành từng thẳng thắn đưa ra nhận xét về tính cách của thủy tiên thủy tiên có lẽ là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua khi liên quan đến lầm xùm sau kê từ thiện mới đây cứ dân mạng lại đào lại đoạn clip mc trấn thành thẳng thắn nhận xét bà xã của công vinh trong một thoát show của truyền hình và họ đã nói gì trong cái cái thoát show này và chúng ta cùng chia sẻ nha vào khoảng 4 năm trước thủy tiên từng tham gia chương trình sao ánh hào quang do trấn thành chủ trì tại đây Nữ ca sĩ có cơ hội tâm sự nhiều câu chuyện về cuộc sống cũng như quá trình làm việc đến nay một số phát ngôn của cả hai nghệ sĩ nổi tiếng này bỗng dưng bị cư dân mạng đào lại hmm. trong chương trình thủy tiên cho biết trấn thành người đã chăm sóc và ân cần chăm sóc cô ngay từ khi nữ ca sĩ chưa nổi tiếng bà xã công vinh khẳng định rất quý nam mc nói chuyện với anh xong em rất là quý anh như kiểu chị em với nhau mà anh không hề nhớ gì về em luôn. Sau đó, Trấn Thành kể lại ký ức của anh đối với lại Thủy Tiên. Nam MC bộc bạch. Lúc đầu anh có để ý tới em, cô bé này đáng yêu, sau khi nói chuyện với em một thời gian, anh thấy vài biểu hiện với ánh mắt như là liếc đứa tình. Anh xin lỗi em, lúc đó anh từng suy nghĩ em này rất là quậy đến cuối chương trình, Trấn Thành tiết lộ tính cách của nữ ca sĩ ở đời thật. Tôi không biết xã hội ngoài kia nghĩ như thế nào về Thủy Tiên, nhưng khi tôi tư... tiếp tư... tư... xúc với lại Thủy Tiên, riêng đối với Trấn Thành thôi, đây là người phụ nữ tự tế, đàng hoàng, dũng cảm và đầy tình thương. Cái này nói rất thật lòng đó nha. Đạo diễn phim Bố Già trải lòng về ấn tượng đầu tiên khi gặp Thủy Tiên. Anh cho biết đây là một cô gái đáng yêu, nhưng khi nói chuyện một thời gian thì thấy Thủy Tiên có biểu hiện với ánh mắt đưa tình, do đó ông xã Harry Won nghĩ Thủy Tiên rất là quậy. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng lên tiếng xin lỗi Thủy Tiên về vụ ồn ào từ thiện ở miền Trung anh thừa nhận không chuyển số tiền cho nữ ca sĩ như đã thông báo. Đó là một việc thiếu sót lớn, Trấn Thành xin rút kinh nghiệm sâu sắc, xin lỗi, đã làm liên lụy đến Thủy Tiên, mong mọi người và Thủy Tiên lượng thứ, Trấn Thành bày tỏ với tấm lòng của mình. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những gì mà hiện giờ cư dân mạng đào lợi những sự quan hệ của Trấn Thành và Thủy Tiên trong một cái thoát show của đài truyền hình Sao ảnh hào quang. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ một thông tin à, trên những báo đài gần đây và xin chúc cho mọi người một buổi cơm tối, một buổi cơm chiều cùng với gia đình thật là bình an, hạnh phúc và vui vẻ nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.